The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi là Nguyễn Khang, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Gang Show. Thưa quý vị, số đặc biệt của The Gang Show ngày hôm nay với câu chuyện về âm nhạc, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cặp vợ chồng. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Cẩm Vân và nam ca sĩ Khắc Triệu. Xin được chào cô chú ạ. Thưa quý vị, thật ra thì Nguyễn Khang phải gửi lời cảm ơn cô chú, bởi vì sau rất là nhiều lần sắp xếp cũng như là gửi những cái lời mời thì cô chú mới đồng ý tham dự cái chương trình Được Khang Show của Khang. Tại vì như thế này nè quý vị, là Nguyễn Khang ngay từ đầu thực hiện cái chương trình Được Khang Show thì cái tên nghĩ đến đầu tiên vẫn là cặp đôi Cẩm Vân Khắc Triệu. Cho nên là cô chú khi mà đến với trường quay ngày hôm nay thì cái cảm giác đầu tiên của cô chú thế nào? Thực sự là Cẩm Vân và Khắc Triệu cũng rất là ngại nói, làm talk show hay là ngồi nói chuyện. Là bởi vì mình cũng không có khiếu ăn nói lắm. Thì khi mà vào đây thì thấy không khí nó thoải mái nên mình cũng yên tâm chút. Dạ, vâng. Đặc biệt là cô giúp chú rất là yên tâm. Bởi vì khi mà Nguyên Khang chuẩn bị chương trình á, thì cũng đã nghĩ là làm sao để có thể nhân vật của mình thoải mái nhất và gắn kết với nhau để mà trải lòng nhiều nhất. Thì có lẽ là chúng ta bắt đầu với âm nhạc trước khi mà đến với chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đó có tên là Còn Yêu Mãi. Nó cũng rất là phù hợp với cặp đôi của chúng ta. Thế thì bây giờ có một ca khúc nào mà cô chú có thể song ca mở màn cho cái chương trình ngày hôm nay được không ạ? Bài hát Cẩm Vân và Khắc Triệu chọn thì sẽ là bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thao Du, Em ơi lá thu mưa. Vâng, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này nha. Từng sợi mê anh ơi, mưa bay mưa bay mưa bay về gợi nhớ chiều nào. Em ơi, ngày nào mưa ướt lạnh lòng mềm, ngày nào mưa lẫn buồn đường về. Thương nhau ta không ngại chi đón đưa. Thêm rụng lá vàng đầy em ơi, vì sao thu nỡ bỏ cuộc tình, vì sao thu nỡ bỏ tình mình. Bao năm vì du, bao năm mộng trong muôn phiền. Rồi một chiều mưa bay tình yêu xưa trở về, rồi từng chiều mưa qua lạc lõng giữa đơn côi. Nhớ về một chiều mưa xa, nhớ về người em nhỏ bé. Rồi một chiều thu đi ngóng hoài tình không trở về, chất ngất trong ta. Lá vàng ngoài thêm rụng đầy, sắc vàng vùng gặp lòng chiều. Không biết chuyện tình đâu nên
trở về. Rồi từng chiều thu qua, tình chất ngất trong ta. Lá vàng ngoài thêm rụng đầy, sắc vàng, phù ngập lòng chiều. Gieo thêm trong ta buồn thương tràn trề, nên thu gieo thêm trong ta buồn thương tràn trề. Vâng, một ca khúc với một bản phối hoàn toàn mới. À, cô chú có nhớ là lần đầu mình hát ca khúc này năm bao nhiêu không ạ? 900 hồi đó bà hả? 900 hồi đó. Cũng phải là bài này là cũng phải là hơn 20 năm rồi. 20 mấy năm rồi đó. 20 mấy năm rồi đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà lần này thì tại vì Nguyên Khang có nghe cái video clip ngày xưa thì nó cái audio của nó hơi bị bóp nhẹ nhưng mà lần này cái bản phối của mình thì bạn Tuân đã làm một bản phối nó sôi động hơn một tí xíu. Thực sự là cái bản phối cũ mình cũng rất thích, rất là hay. Nhưng mà bây giờ nó đã qua cái thời của lúc đó. Thực ra cái bản phối lúc trước thì mình cũng rất là thích, tại nó rất là dễ thương mà cái intro nó cũng rất là hay. Mà bây giờ sau đây thì làm cái bản phối mới này thì làm cho mình trẻ hơn, thời đại hơn. Nên Cẩm Vân và các chị cũng rất là thích. Hy vọng là sẽ lấy được cái phối này đi hát ở ngoài. Cái này để hỏi bằng Tuân nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, với những cảm xúc nguyên vẹn như vậy thì có lẽ là hơn 20 mấy năm đồng hành cùng với nhau trong âm nhạc, cô chú cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm. Thế thì Nguyên Khang cũng thông qua những cái câu chuyện của khán giả đã gửi về cho hộp mail của chương trình, mời cô chú lắng nghe và chia sẻ những cảm nhận của mình nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên, người gửi là chị Sally. Chị này hiện đang định cư ở Mỹ, cũng chia sẻ với lại cô chú là chương trình này theo như thống kê của YouTube thì có khoảng 10% khán giả là người Việt ở Mỹ theo dõi, cho nên là cũng có rất nhiều khán giả gửi thư từ Mỹ về. Thì lá thư đầu tiên mở đầu một chia sẻ rất vui thế này: tôi và chồng mình vừa làm lễ kết hôn lần thứ hai trước sự chứng kiến của bạn bè. Đám cưới đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào 20 năm trước, cũng trước sự chứng kiến của họ. Chắc có lẽ Khang và khán giả sẽ nghĩ đám cưới này giống như kỷ niệm 20 năm ngày cưới phải không? Vừa đúng và vừa không đúng đó Khang. Đúng là vì đến thời điểm này chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng hạnh phúc. Còn không đúng là vì đám cưới thứ hai diễn ra sau khi chồng tôi cầu hôn tôi. Và trong ký ức của anh, đám cưới lần một không hề tồn tại. Chồng tôi mắc bệnh Alzheimer, mà người ta hay gọi là bệnh mất trí nhớ. Tôi dần nhận ra dấu hiệu ấy ở anh khi anh bắt đầu để quên các vật dụng cá nhân như là chìa khóa, điện thoại. Dần dần thì anh quên tên gọi của đồ vật. Chẳng hạn như anh không thể nhớ máy bay có tên gọi là gì, mà phải dùng cách diễn tả như là thứ bay trên bầu trời khi chúng ta đi du lịch. Anh quên nhiều lắm. Nhưng có một điều anh vẫn nhớ, đó là tình yêu dành cho tôi. Dẫu anh không nhớ tên tôi và cũng quên mất tôi là vợ anh. Anh luôn nói với tôi rằng anh yêu em. Nghe những điều ấy, tôi như được an ủi phần nào sau khi những ký ức đẹp mà chúng tôi có với nhau trong gần 20 năm qua lần lượt rời khỏi trí nhớ của anh. Trong đám cưới thứ hai của chúng tôi, anh và tôi một lần nữa hứa sẽ quan tâm đến nhau trọn đời, dẫu anh chẳng nhớ rằng đã cầu hôn tôi vào hôm trước. Nhưng điều đó cũng không khiến cho tôi bận lòng, vì tôi đã quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm sóc anh, dù ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Nhưng khi vượt qua được một ngày thì tôi nhận ra rằng mình có thể vượt qua nhiều ngày khác, chỉ cần quyết tâm
thì tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc. Wow. Với lá thư đầu tiên thì Vân cô cảm thấy thế nào? Thực ra nhiều khi vậy mà lại hạnh phúc. Vâng. Vân thấy là mỗi một người có một gia đình, một người, mỗi người mỗi cảnh, hoàn cảnh thì tất nhiên là thấy rất là buồn là bạn chồng của Sala hả? Sally. À, chồng của Sally thì không còn nhớ, mất trí nhớ, nhưng mà trong ký ức của anh ấy vẫn yêu, vẫn là vợ mình, cũng vẫn yêu một cái người đó, người phụ đó, phụ nữ đó. Đó là mới điều mà tình yêu nói lên được tất cả những cái mà đang xảy ra. Thì tại vì anh không nhớ gì hết, nhưng mà chỉ nhớ một người đó là mình rất là yêu và yêu cầu là cầu hôn lại rồi cưới, mặc dù là hôm sau là quên liền. Quên lại liền, nhưng mà chắc chắn là nếu mà anh ấy mà không có Sally ở đó thì anh sẽ rất là buồn. Nhưng mà nó giống giống như là mỗi một ngày anh thức dậy thì là một cái ngày yêu mới. Và có thể sẽ rất là khó khăn để chị ấy nhắc lại anh ấy từ đầu là mình đã yêu nhau như thế nào. Nhưng ít nhất đó cũng là một chặng đường thú vị. Vâng, còn với chú Triệu, chú nghĩ như thế nào về cái khoảnh khắc mà một người phụ nữ dường như là phải hy sinh, bỏ cả công việc của mình để chăm sóc và hy sinh cho một người đàn ông mà dần quên cô ấy trong cuộc đời của mình? Thực ra thì thường là người phụ nữ là như vậy. Họ hy sinh nhiều, họ nghĩ tới cái người bạn đời của mình nhiều hơn là bên nam giới. Cái đó, cái trường hợp này thì thật ra mình nghe thì mình hơi buồn. Nhưng mà thật ra thì như vậy thì cổ sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ cổ nghĩ là trong anh ấy lúc nào cũng nghĩ tới cổ. Rất là nể phục cái người phụ nữ này đó, cũng hy sinh tất cả để mà lo cho chồng mình. Nhưng mà thật ra cũng đến một lúc nào đó một trong hai người cũng sẽ dần bị Alzheimer, cũng sẽ mất trí nhớ. Chúng ta không cưỡng lại được với lại cái quy luật của tạo hóa, thời gian, rồi chúng ta cũng sẽ quên. Nhưng mà để được nhớ nhau trong cuộc đời như vậy là một khoảnh khắc rất tuyệt vời. Không biết là cô chú có xem một cái bộ phim của Adam Sandler đóng với lại Drew Barrymore, đó là 50 First Day, có nghĩa 50 cuộc hẹn đầu tiên. Cái cuộc hẹn này khá là thú vị, có nghĩa là cái cô này mỗi lần cô thức dậy á là cô quên mất anh đó là ai. Và nó bắt đầu một cái câu chuyện là cô ấy thức dậy và đút cuốn băng video vào trong cái máy TV để xem coi trước đó là gì. Và cô ấy lại bật khóc khi thấy cái khoảnh khắc anh ấy cầu hôn mình. Và điều đó diễn ra trong suốt một khoảng thời gian rất dài khi hai người là vợ chồng luôn. Có nghĩa là cứ mỗi một ngày anh ấy lại quay vào cái ngày trước đó để cho cô ấy biết là đã lấy nhau. Thậm chí có những ngày cô thức dậy, cô quên coi video á, cô thấy cô nằm bên giường kế bên anh này, hay cô đập cho anh này một trận tại vì cô biết anh là mà ngủ với mình. Thì với Khang nghĩ đó, nó cũng là một trong những cái điều nó lạ. Nó lạ. Quay trở lại với lại câu chuyện này á, thì rõ ràng là trong cái tình yêu này nó có nhiều cái cung bậc khác nhau. Trong cái chặng đường là hơn 20 mấy năm thì chắc chắn cũng sẽ có những lúc mà cái nỗi nhớ của cả hai nó rất là dâng tràn. Nguyên Khang thì Nguyên Khang ấn tượng nhất là cái khoảnh khắc lúc mà CC quay cái cảnh mà cô đón chú trở về sau câu chuyện Covid, đúng không ạ? Cái lúc đó là cả hai dường như là cách xa nhau một cái 6 tháng. 6 tháng. Cho nên là lúc mà gặp nhau thì cũng mừng mừng tuổi tuổi của ha. Mà chạy cái lúc đó thì cả thế giới cũng biết được cái nỗi lo sợ của từng người một, từng gia đình một. Khi lúc đó anh Triệu ở bên kia 6 tháng, lúc mà đi thì nó là ông này đi, ba đi qua ba ôm đứa, bên này mẹ ôm đứa, giữ mình biết Covid tới mà mình cứ nghĩ là con mình nó còn nhỏ, mình có thể che chở được. Nhưng mà thực ra là Covid không chịu ai hết. Nên khi về mà gặp mới nhau và mới ba cái đẩy ra thì đó, thì rất là buồn, cũng tủi thân chứ, tại vì mình xong rồi lên nhà tắm rửa xong xuống chạy ôm nữa cũng không cho ôm, vậy nó là nguy hiểm quá. Nhưng mà có điều đó thì cho thấy là cái tình cảm sau một cái thời gian xa cách nó dường như là bùng cháy lên dữ dội với cái nỗi nhớ đó, đúng không ạ? Nhưng cái câu chuyện vừa rồi thì của chị Sally với cái nỗi nhớ mỗi một ngày ông xã mình dần mất đi trí nhớ, thì có cái ca khúc nào mà nó gợi cho cô Vân về cái kỷ niệm đó không? Có liền.
Cẩm Vân được may mắn là cũng mới được vô một bài của Hiếu Minh Tuyền. À, dạ. Nhờ Cẩm Vân hát thì cũng được may mắn là đụng được vào top trending. Dạ. Thì cái bài đó cũng cái tựa chắc là vừa hợp bài này. Dạ. Cẩm Vân xin được hát tặng lại cho chị Sally. Dạ. Và tất cả khán giả bài hát Một Ngày Tôi Quên Hết. Mời quý vị cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Một Ngày Tôi Quên Hết, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Dài điệu hay lòng vui làm sao, có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi, ký ức theo thành mây cuốn về trời, có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với. Rồi mai đây khi tôi chẳng thức dậy, liệu mây có đem trả về đây những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài dù em ngủ giấc êm. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi con. Em suốt một
Vâng, cái cơ duyên mà cô đến với cái bài hát này nó như thế nào? Tại vì Hứa Kim Tuyền là một nhạc sĩ trẻ và âm nhạc của anh ấy dường như mỗi bài đó là một cái câu chuyện khác nhau, đúng không ạ? Vâng, khi mà cô nhận bài của một nhạc sĩ trẻ thì cô có bất ngờ không? Bất ngờ chứ, tại vì Hứa Kim Tuyền tới nói là cô ơi, con làm cái dự án âm nhạc này, con muốn cô hát giúp con cái bài này. Thì thiệt ra là mình nghĩ là mình là người ca sĩ mà chọn bài khó nhất, bài nào phải hợp thì mới dám hát. Nên khi một nhạc sĩ trẻ mà đưa bài thì giao bài thì cũng hơi lo, nhưng mà mình cũng rất là thích. Thì nói thời con lên đàn con đánh đi, đánh con hát thử cho cô nghe, thì nếu mà hợp thì cô nhận liền. Thì khi mà Hứa Kim Tuyền lên đàn piano đánh hát thì cũng vẫn nghe giai điệu của Kiều liền, nhận liền tức thì luôn. Dạ. Yeah. Ok, cô nhận hát bài này. Trong đó thì cái câu nào mà cô thích nhất? Hình như là trong này đều thích, mà có cái câu mà luôn luôn nhắc mình á, và Công Vân nghĩ là khán giả cũng nhớ nhiều nhất là: một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm. Thì cái đó là những cái câu mà nó thành cái điệp khúc mà bây giờ nghe tới bài nó cứ nhớ cái câu đó. Thì đó là một cái bài mà cái câu mà Cẩm Vân cũng thích nhất. Dạ, yeah, thì giống như câu chuyện của chị Sally ha. Ừ. Nếu như mà có quên hết thì không cần biết, chỉ cần nhắc là tôi đã từng yêu em. Ừ. Tôi là chồng của em như thế nào trong suốt 20 mấy năm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo được gửi đến email của chương trình là thekhangshow.nguyenkhang@gmail.com. Người gửi có tên là Hữu Tài. Mời quý vị lắng nghe nha. Tôi năm nay 40 tuổi, đã có gia đình và 2 con gái. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Mọi người nhận xét chúng tôi đẹp đôi và có khuôn mặt rất giống nhau. Chúng tôi lấy nhau từ bàn tay trắng và bây giờ đã có nhà, có xe hơi. 2 con đều học trường quốc tế. Bề ngoài hạnh phúc là vậy, nhưng thật ra vợ chồng tôi phải mất 11 năm hôn nhân mới có thể chấp nhận đối phương. Câu chuyện xảy ra bắt đầu từ khi tôi còn là cậu học trò cấp 3. Ngày ấy tôi quen em. Cô bé sinh hoạt chung tại một câu lạc bộ thể thao, cùng sở thích, lại hợp gu. Tôi dần thích em, nhưng em chỉ xem tôi như một người anh trai. Chúng tôi cùng lớn lên và hiểu nhau như đôi bạn thân. Em là người tôi chưa bao giờ ngần ngại trút bầu tâm sự. Sau khi học xong đại học, em đi nước ngoài học thạc sĩ. Đó là lúc tôi nhận ra mình yêu em. Khi về nước, em đã đón nhận tình cảm của tôi, nhưng cả hai chỉ dừng ở mức ôm nhau thật lâu. Cả tôi và em đều chưa hề có một lời thổ lộ tình cảm nào. Sau đó em vào Sài Gòn 6 tháng. Chúng tôi ít liên lạc vì em nói mới đi làm nên bận. Thời gian này tôi ở Hà Nội và say nắng vợ mình. Sau 9 tháng yêu đương thì tôi lấy vợ. Khi nhận tin từ em, em im lặng trong phút chốc, rồi nói lời chúc mừng và cũng xin lỗi vì không dự được đám cưới. Yêu nhanh, cưới vội nên tôi và vợ liên tục xảy ra mâu thuẫn, và em tiếp tục là người lắng nghe những buồn bực của tôi. Em vẫn vậy, luôn kiên nhẫn, dịu dàng và thấu hiểu tôi. Rồi một ngày, vì cảm thấy quá ngột ngạt trong hôn nhân, tôi vào Sài Gòn gặp em. Đêm đầu tiên chúng tôi chỉ ngồi tâm sự. Tôi nói với em rằng khi thuộc về người khác, tôi mới nhận ra em mới chính là một nửa mà tôi cần. Em cũng nói em dự định đi làm một thời gian để có sự nghiệp vững vàng thì mới tiến tới với tôi. Vả lại, em cũng sợ đánh mất tình bạn với tôi nên mới im lặng. Đêm thứ hai chúng tôi bắt đầu ôm và hôn nhau. Khi sắp vượt qua giới hạn thì hình ảnh vợ tôi hiện lên. Thật ra, vợ tôi yêu tôi rất nhiều và sẵn sàng vì tôi làm tất cả. Tôi thấy tội lỗi, em lặng im không nói, và rồi chúng tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Một thời gian sau, vợ tôi ngoại tình. Tôi ngỡ ngàng. Qua những lần cãi vã thì tôi biết được vào ngày tôi vào Sài Gòn với em, vợ tôi đã đi tìm tôi rất nhiều. Rồi không hiểu sao cô ấy biết tôi ở cùng em. Tôi cố giải thích là không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy vẫn không tin. 10 năm sau đó,
cô ấy và tôi giày vò, coi thường và khinh bỉ nhau. Còn với em, chúng tôi vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng gặp nhau như hai người bạn. Một năm sau, em lấy chồng. Khi mọi thứ tưởng chừng như ổn định và êm đềm, tôi vào Sài Gòn công tác và gặp lại em sau 10 năm. Sau 2 đến 3 lần gặp mặt, bỗng một ngày tôi say rượu và nhớ em rất nhiều. Tôi đã nhắn tin cho em để nói tôi tiếc vì khi xưa tôi không dám đấu tranh, sống hết mình để được làm người yêu chính thức của em, để không phải luôn ôm một hình bóng suốt 10 năm qua. Em bất ngờ. Từ đó chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn, gặp nhau nhiều hơn, và tình cảm tưởng như đã chôn chặt lại một lần nữa trỗi dậy. Thật sự thì bên cạnh cảm giác yêu đương, đó là tội lỗi, là nghi ngờ, là căng thẳng. Tôi muốn sống hết mình một lần với em, cũng để xem lại tình cảm của mình. Tôi biết nó sẽ chẳng tồn tại lâu, sau đó là mình sẽ khổ tâm, nhưng tôi không cưỡng lại được. Ngày gặp nhau ở Nha Trang, em nói rằng em không thể tiếp tục bởi chẳng có lý do gì để chúng tôi duy trì mối quan hệ ngoài luồng này. Em vẫn dành cho tôi tình cảm nhất định, vẫn sẽ làm bạn thân của tôi, nhưng em không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của tôi. Tôi sốc, nhưng tôi hiểu vì sao em làm như vậy. Chúng tôi chia tay nhau và quay về với hiện thực. Trong khi em vẫn gọi điện, nhắn tin nhẹ nhàng, ngọt ngào, thì tôi lại loay hoay trong mớ hỗn độn yêu thương, tiếc nuối, thèm khát, dằn vặt, cảm phục, biết ơn. Tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này, vì nó làm tôi mất ngủ, mất tập trung trong công việc, mất tự tin trong giao tiếp, luôn thơ thẩn và nghĩ ngợi. Tôi không hiểu nổi bản thân, là do tôi tham lam tiếc nuối tình cảm hơn 20 năm với em, để bây giờ cố níu giữ một tình bạn, hay vì tôi yêu em thật sự. Rắc rối quá hả? Anh lộn xộn. Chú nghĩ là chắc tình yêu không thật. À, tại vì ảnh đều tìm cô này trong những cái lúc mà ảnh bị một cái gì đó problem gì đó, hoặc là buồn vợ, hoặc là xe rượu. Thực ra là mình cũng bó tay khi mà nghe câu chuyện dài mà mấy chục năm này. Trong vấn đề tình yêu thì dĩ nhiên là mỗi một người nghĩ một kiểu của mình, yêu một kiểu của mình, cũng khó có thể mà nói. Mình không dám nói chuyện, mình không dám phê bình hay là nói một cái vấn đề gì của người khác, nhất là trong tình cảm, tình yêu và hôn nhân gia đình. Mà thật sự đây là mình thấy một cái sự rắc rối, rắc rối cho cả đôi bên. Và nó là không đi đến đâu mà cứ nghĩ mà yêu nhau thơ thẩn như vậy, thì kiểu như là mình cứ đắm chìm trong cái tình yêu này thì chỉ làm khổ với nhau thôi. Thì Cẩm Vân nghĩ là nếu mà cái cô đó, cái người bạn gái này, nếu mà đã quyết định được vậy thì rất là tốt, nhưng mà cũng thôi, đừng nhắn tin gì nữa hết, để cho nó xong. Tại vì biết người kia không thể nào buông được, mà vẫn nhắn thì nó sẽ có một cái sự kết nối và càng hơn. Thật ra thì bản thân của cô này á, thì vẫn xem là có lẽ cô tỉnh táo hơn, có nghĩa là cô kết thúc một chuyện tình nhưng vẫn xem anh này là bạn. Nhưng bản thân của anh này có một cái nhược điểm về tính cách, đó là không quyết đoán. Nếu như ngay từ đầu ảnh xa cô này khoảng 9 tháng, thì có lẽ nếu như tình yêu của cả hai đủ lớn thì ảnh sẽ vào Sài Gòn gặp cô ấy và quyết định xem mình có nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng đùng cái sau 9 tháng đó thì ảnh lại đi lấy vợ khác. Và dẫn đến là cái câu chuyện nó bị hụt hặc ngay từ cái chỗ đó. Và chính vì như ảnh có nói là do ảnh lập gia đình quá sớm, chưa có đủ thời gian tìm hiểu, cho nên ảnh lấy đúng cái người mà có thể ảnh không kịp thời cảm nhận được cái tình yêu của họ. Và vô hình ảnh thấy cô này là một cái sự nuối tiếc, và ảnh vẫn giữ cái mối quan hệ đó, đúng không ạ? Thì dĩ nhiên là, nhưng mà Cẩm Vân thấy là anh này hơi tham lam một xíu. Có nghĩa là trong cái tình cảm mình nên dứt khoát một con đường để mình đi. Chứ bây giờ mình kiểu vừa bên này, rồi bên này, rồi bên kia cũng vậy. Cứ là cứ nhập nhằng lòng vòng như vậy thì rất là khổ. Cả ba người đều khổ dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà đúng là trong mỗi trường hợp thì rất là khó. Tại vì bản thân của mỗi người á, họ rơi vào trong cái tình huống đó thì mới biết là họ sẽ quyết định ra sao, đúng không ạ? Vâng, có ca khúc nào mà chú Triệu rất là thích mà chú chưa có cơ hội hát hoặc là muốn gửi đến mọi người trong ngày hôm nay không ạ? Chú thích cái bài của Jimmy Nguyễn. Vì sao chú thích bài cái bài Nhớ Về Em? Vì sao chú cái thích bài này? Cái melody cũng hay, yeah. Và cái lời cũng hay.
Dạ, vâng. Vậy anh có nhớ về ai mà... không? Đợi 9 tháng nữa cho lại. nhưng mà lúc mà chú ở bên 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 Mỹ á, mà xa cách cô như vậy á, thì cái nỗi nhớ đó nó có khác so với cái nỗi nhớ mà cô đi show một thời gian dài hả? Okay. Chưa bao giờ rời nhau một nhưng cô. Mà cũng có nói chuyện FaceTime rồi có nhưng mà cái feeling nó khác. Yeah. Nhất là với lại bên trời bên đó nữa nó yeah. Nó lạnh đúng không, nó dễ thổn thức đúng không? Thế sao chị về gặp người ta rồi người ta thì cứng rắn còn mình thì phải, xúc nguy động hiểm lắm. Nguy không hiểm. Ý là tại sao mình lại xúc động mà người ta bình tĩnh? Không, nguy hiểm lắm tại cái nó không, chú không muốn chú không... không, ý là tại sao mà cô không khóc mà chú khóc hả? Chắc tại chú mềm hơn. Ý là trong tình cảm mình dễ rung động hơn đúng không? Vâng. Yeah, thế thì bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ Về Em, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt của anh Jimmy Nguyễn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay với tiếng hát của chú Khắc Triệu. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù, trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ, trở về chốn xưa tròn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếng nuối nhớ mong trông chờ, trở về chốn xưa trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếng nuối nhớ mong trông chờ, trở về chốn xưa trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em.
Chú thấy bản phối này sao? Trời ơi, hay quá. Hay quá. Cái bài này hay, chú thích lắm. Yeah. Nhưng mà quá nhiều người hát rồi. Ừ. Mà cái style nó không phải style của chú nữa. Yeah. Thành ra chú phải nhờ Tuân làm sao chuyển lại để cho nó na ná cái style của chú một chút. Dạ, yeah. Vâng. Nhưng mà đặc biệt làm hay quá. Hay quá đúng không chú? Vâng. Dành một lời khen cho Tuân cùng với bạn nghe. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư thứ 3. Lá thư này là một lá thư rất là tâm sự, chắc là nhờ bạn Tuân nha. Ở đây là một vị khán giả đề nghị được giấu tên, mời quý vị cùng lắng nghe. Gửi đến ba và mẹ yêu thương của con. Dù đã nói điều này nhiều lần, nhưng con vẫn muốn nhắn gửi lại trong chương trình hôm nay rằng con cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba mẹ. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ con hết tự hào về ba mẹ. Có lẽ do ảnh hưởng của ba mẹ mà ngay từ nhỏ, con đã ao ước lớn lên sẽ được nối nghiệp ba mẹ. Nhưng vì sợ con phải khổ, sợ con gục ngã trước những thị phi mà ba mẹ đã ra sức ngăn cản. Mẹ từng nói, làm gì thì làm, nhưng phải ráng lấy cái bằng đại học đã. Vậy là con lặng lẽ cất lại niềm đam mê của mình để theo đuổi một ngành học khác. Và rồi một biến cố ập đến, con đối mặt với tử thần sau một tai nạn giao thông. Con nằm đó, bất động trên giường bệnh. Con cố giành giật sự sống từng giây từng phút. Và lúc nghiệt ngã nhất, ba mẹ vẫn luôn bên cạnh con. Ba mẹ đã cho con sức mạnh để vượt qua lằn ranh sinh tử, cho con động lực để mau chóng hồi phục từng ngày. Sau tai nạn đó, khát khao được theo nghiệp ba mẹ càng cháy bỏng trong con. Và con như vỡ òa khi nhận được cái gật đầu của ba mẹ, cho phép con được theo đuổi đam mê của mình. Niềm đam mê mà nếu phải từ bỏ, con không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Giờ đây con đã có được một nghệ danh, được mọi người yêu mến. Đôi khi trên sân khấu, người ta giới thiệu con bằng tên của con. Có khi họ gọi con là con của ba mẹ. Nhưng không sao, bởi mẹ chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng con, và ba là chỗ dựa tinh thần lớn lao của con. Con sẽ cố gắng thật nhiều để cho dù là dưới ánh đèn sân khấu hay ở ngoài đời thật, cái tên CC Trương sẽ mãi là niềm tự hào của cặp đôi Cẩm Vân, Khắc Triệu. Thật ra cái câu chuyện này á, đáng lý là Nguyễn Khang sẽ không có đưa vào trong đây, nhưng mà rất là đồng cảm với lại cái ca khúc tiếp theo mà muốn gửi đến cho quý vị. Nhưng mà cũng rất là bất ngờ, bởi vì ngày hôm nay thì không nghĩ là cô gái ấy lại nghe được đúng câu chuyện của mình đang có mặt ở trong trường quay. Cái này mà cô đọc cái câu chuyện này thì cô suy nghĩ gì? Chắc đây là chuyện của mình mà. À. Khi mà nghe Khang đọc về là biết là mới đầu mình nghe từ từ xong là cô thấy là đây câu chuyện của chính gia đình mình. Yeah. Thì đó là cái điều mà mình thực ra là cũng không muốn nhắc tới nữa. Tại nó đã cũng đã qua rồi mà mình cũng không muốn lấy cái sự thương hại của khán giả dành cho con gái. Và cảm ơn các chữ thực sự là rất tự hào về con mình, là vì con không có muốn ngay cả đi hát mà ai mà giới thiệu trước là con của Cẩm Vân Khắc Triệu thì cũng không thích nữa. Từ lúc mà bắt đầu đi hát nên thực ra là đi cái sự mà khán giả để nhìn để bỏ lòng thương là bởi vì là bị tai nạn thì đó là cái điều mà mình cũng không muốn. Yeah. Mà muốn con cứ vững chãi, mà đó là một cái sự sức mạnh của CCC, tức là ba mẹ cũng rất là tự hào về con. Những gì con làm được thì nếu con thấy vui cuộc sống của CCC thì Cẩm Vân cũng xin được chia sẻ, chưa bao giờ chia sẻ với khán giả nữa. Thì nếu mà trời đã cho lại Khắc Triệu với Cẩm Vân lại đứa con của mình, thì bây giờ con làm gì mà con cảm thấy là con hạnh phúc, con vui thì con cứ làm, miễn sao là con là người tốt là cái đó là hạnh phúc nhất của ba mẹ rồi. Và tất nhiên là Cẩm Vân và Khắc Triệu cũng sẽ rất là muốn khán giả yêu thương con mình, yêu thương mình như thế nào thì yêu thương con gái của mình, CC Trương yêu thương như vậy, thì đó là cái điều mình rất là hạnh phúc đón nhận.
Thật sự là qua cái chặng đường mà CC Trương đã đến với âm nhạc á, thì Nguyễn Khang thấy được cái sự nỗ lực rất lớn của CC trong từng cái bước đi của mình, từ việc chọn dòng nhạc, chọn phong cách, ngay cả việc chọn trang phục cho mình xuất hiện ở trên sân khấu, thì đều thấy là đó là một sự nỗ lực rất lớn. Là con của nghệ sĩ ngôi sao, nó là cái ưu nhưng nó cũng là một trở ngại. Ưu là mình sẽ có nhiều cơ hội để được biết đến nhanh hơn so với những người khác, nhưng để vượt qua những cái bóng trước đó thì bản thân cái người đó phải ý thức rất nhiều và nỗ lực gấp đôi so với những bạn bè khác. Và cái điều đó cũng đã được chứng minh trong cái hành trình của CC, thông qua cái việc mà bạn ấy đã liên tiếp nỗ lực chứng minh bằng những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Và điều đó là Khang có thể cảm nhận được thông qua cái câu chuyện. Cho nên là Khang nghĩ là cô chú cũng yên tâm. Bởi vì cái chính ở đây á, là mình chỉ lo là con mình có vượt qua được cái điều đó hay không. Nhưng mà bây giờ thì mình có thể thấy là CC đã đủ vững vàng, đủ tự lập, và thậm chí bảo rằng là bây giờ con có thể đi một mình trên cái con đường của riêng con, đúng không ạ? Vâng. Sở dĩ mà Nguyễn Khang kết nối cái bài đó là tại vì cái ca khúc tiếp theo rất là trùng hợp, là cũng là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mà nó nói về cái câu chuyện của cái người nghệ sĩ chỉ cần được ước ao đứng trên sân khấu. Mà nó hay ở chỗ là khi ánh đèn sân khấu tắt đi thì họ lại trở về trong những cái suy nghĩ. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Mọi thứ đã qua, tôi chờ mọi thứ đã qua. Thời gian nào đâu dễ xóa. Tôi ước mình là một khúc ca, thăng trầm tựa buồn vui câu hát. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga, để vui buồn mau chóng qua. Giọt nước mắt rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào. Chỉ vì câu hát hay quá, yêu quá, thương quá nên khóc thôi. Từng ký ức đan xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dâng trào. Và tôi đón câu hát, tôi đón ánh sáng của chính tôi. Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc hoang tàn, gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi lại là một tôi có tên. Ngồi xuống ngân nga, tôi lại ngồi xuống ngân nga, để vui buồn mau chóng qua. Hạnh phúc giản đơn chỉ là đôi lúc cảm thấy đơn đau trong lòng. Tìm được câu hát hay để an ủi và vỗ về thế thôi. Từng ký ức đan xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dâng trào. Và tôi đón câu hát, tôi đón ánh sáng của riêng mình. Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những ký niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Thank you.
những kỷ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, có những lúc cảm xúc hoang tàn gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về, tôi trong suy nghĩ. Có bao giờ mà anh Triệu bị cái cảm giác là khi mà mình bước lên sân khấu, mình là một con người khác, và mình bước xuống sân khấu khi mà đèn tắt thì mình lại là một người khác hay không? Được. Dạ. Thường thường cũng như vậy. Dạ. Thế thì anh làm sao để thoát ra được cái cảm giác? Tại vì rõ ràng bước trên sân khấu dù chỉ 5 phút hay là 10 phút, mình rất là hạnh phúc, được cháy, mình tỏa sáng. Nhưng mà để bước xuống sân khấu trở thành một người bình thường, và mình cái cảm giác để sống một cuộc đời của một người bình thường nó khác với cảm giác của một người ngôi sao được khán giả yêu mến đó, đúng không ạ? Nghệ sĩ mình phải chấp nhận thôi. Dạ. Nhưng mà mình được cái là mình nghĩ lại cái tình cảm của khán giả. Ừ. Những lúc đó thì bù đắp lại được cho mình. Dạ. Cái hào quang của một người nghệ sĩ nó sẽ sáng theo từng cái giai đoạn. Và làm thế nào để với cá nhân của cô Vân và chú Triệu có thể giữ được cái sự yêu mến đó sau nhiều năm? Thực ra bây giờ thì sẵn đây thì cũng Vân cũng được xin nhờ chương trình cảm ơn những khán giả yêu thương mình. Cái hạnh phúc mà mình ra sân khấu và vẫn được yêu thương thì đó là một cái điều mà cho giúp cho mình có cái động lực. Và mình khi làm nếu mình bỏ nghề thấy uổng quá, ủa mình còn hát hay mà phải không, hay là tại khán giả thương mình. Nhưng mà cái đó là cái điều mà ngay cả con gái nó mẹ ơi mẹ nghỉ hát đi, đừng hát nữa. Xong còn nhiều khi đó ôi mẹ ơi mẹ hát hay quá mẹ ơi, cứ như vậy đó. Rồi ngay cả trong gia đình cũng mâu thuẫn về những cái chuyện đó. Thì mà cảm ơn nghĩ là đó, cái hào quang. Hào quang mình là gì? Hào quang mình là khán giả. Thực sự mà khi bước lên sân khấu là không nhớ gì nữa hết, chỉ biết hát thôi. Và có khi là một cái chương trình đó làm cho mình hạnh phúc tới dài cả chục năm rồi mình vẫn nhớ, khi mỗi nhớ tới cái chương trình đó khán giả như vậy thì mình vẫn thấy hạnh phúc, cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Và ngay bây giờ cũng vậy, diễn một chương trình nào mà hay, khán giả yêu mình, thương mình thì là về là tự nhiên là hai vợ chồng cứ động viên nhau, trời sướng, mới đi hát đã quá, mình khán giả thích quá rồi. Thì đó là một cái điều mà mình rất là thích. Và nhưng mà một cái nữa là được bền bỉ thì đây xin cảm ơn các Triệu rồi. Dạ. Ông xã thì anh Triệu lúc nào cũng là người đứng sau để mà hỗ trợ cho vợ con hát phía trước. Mình nhiều khi mình hát thế anh cũng hát hay nè, đánh trống hay nè, và chỉ biết làm cái nhiệm vụ là sao mà cho con với vợ con mình là hay nhất, rồi tới mới tới mình sau. Đó là một cái điều mà anh luôn luôn hy sinh cho vợ. Yeah. Và đó là cái điều mà rất là cảm động. Chú có biết vì sao mà con mời chú trong cái chương trình này không ạ? Thật ra là theo con quan sát á, cô vẫn hay nói một cái câu là cô luôn luôn cảm thấy an tâm lắm nếu như mà có chú ở trên sân khấu, và nhất là khi có chú ngồi vào cái vị trí đánh trống. Nhưng mà con nghĩ á, nếu như mà chứ để chú ở một cái vị trí đánh trống như vậy để cho cô an tâm á, thì cũng rất là tiếc. Bởi vì ngày hôm nay á, khi mà muốn mời á, con muốn được mời chú từ vị trí đánh trống lên đây ngồi cùng với cô để trở thành một cặp song ca. Bởi vì rõ ràng chú vẫn hát hay, chú vẫn đạt được cái độ nồng nàn, nên con đã mời một người khác ngồi vào vị trí đánh trống để đánh cho cô chú hát ngày hôm nay. Và con mong rằng cái sự đồng hành trong âm nhạc của cô chú nó không chỉ đơn thuần chỉ là chú mãi che chở cho hai mẹ con nữa, mà lâu lâu chú cũng phải có những cái phút tự thưởng cho mình. Tại vì con biết rằng chú thích điều đó lắm, chú muốn điều đó lắm, bằng cái cách là khi con gửi nhạc hoặc con giới thiệu bài hát thì chú rất muốn. Nhưng mà đôi khi chú cũng phải nghĩ hoặc là chú cân nhắc rất là nhiều để mình được cảm thấy là vợ con mình không, được an toàn. Chú muốn lắm. Trách nhiệm thì chú phải làm cho đàng hoàng. Con nghĩ là chú vẫn có nhiều cái cơ hội để chú có thể hát được. Mà chú bằng chứng là hai bài vừa rồi chú hát rất là hay. Vậy thì bây giờ mình làm tiếp bài thứ ba cho chú. Nếu như mà mình chọn một cái bài tiếp theo để gửi đến cho mọi người thì chú sẽ hát bài gì?
Có bài nào chú rất là thích? Một bài lạ nữa. Lạ nữa hả? Lạ với chú. Lạ cha chú mà hát cũng, chưa hát bao giờ. Mà cũng nhiều người hát, chưa hát bao giờ. Vâng. Chú mới khi mà nhận lời rồi đó, thì Khang cũng đề nghị chú mấy bài đó. Vâng. Mà chú thấy chú hát không hay. Vâng. Mà chú cũng thích cái bài này. Vâng. Chỉ có một cái suy nghĩ đắn đo, một cái là nhiều người hát quá rồi. Vâng. Thành ra chú phải cũng lại phải nhờ Tuân giúp chú là phải làm cho nó gần gần với cái style của chú chút. Một lần nữa cảm ơn con. Dạ. Yeah. Yeah. Thế thì bây giờ mình sẽ nghe cái sản phẩm của hai chú cháu đã làm việc với nhau nha. Vâng. Thưa quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vội Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với phần thể hiện của ca sĩ Khắc Triệu. Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám ngờ con tim thẫn thờ mong tin mỗi giờ. Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố trao em những lời trêu khen bướm hoa, tim anh rối bời. Có như lúc nghe lòng đau nhói khi vẫn biết rằng ta muốn được yêu thật lòng. Có những phút nghe lòng tê tái khi em có nào tin chút tình ta. Trách ta vội vàng nên đánh mất, trách em ngại ngùng trong phút chốc. Có khi nào tình đến nhanh bao giờ? Trách ta một lần không nói rõ, trách em ngờ vực câu nói đó nên đánh mất ngày vui. Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi. Ước mong một ngày em sẽ thấy những ân tình trong anh vẫn đây, sẽ không vội vàng nữa như bây giờ, sẽ không còn nhiều đêm bối rối, sẽ không còn chờ nhau mỗi tối khi em biết rằng ta chờ em đã bao đêm qua. Có một lần gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám ngờ con tim thẫn thờ mong tin mỗi giờ. Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố trao em những lời trêu khen bướm hoa, tim anh rối bời. Có những phút nghe lòng đau nhói khi vẫn biết rằng ta muốn được yêu thật lòng. Có những phút nghe lòng tê tái khi em có nào tin chút tình ta. Trách ta vội vàng nên đánh mất, trách em ngại ngùng trong phút chốc. Có khi nào tình đến nhanh bao giờ? Trách ta một lần không nói rõ, trách em ngờ vực câu nói đó nên đánh mất ngày vui. Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi. Ước mong một ngày em sẽ thấy những ân tình trong anh vẫn đây, sẽ không vội vàng nữa như bây giờ, sẽ không còn nhiều đêm bối rối, sẽ không còn chờ nhau mỗi tối
khi em biết rằng ta chờ em đã bao đêm qua. Trong anh vẫn đây, sẽ không vội vàng nữa như bây giờ. Sẽ không còn nhiều đêm bối rối, sẽ không còn chờ nhau mỗi tối, khi em biết rằng ta chờ em đã bao đêm qua. Khi em biết rằng ta chờ em đêm qua. Cảm ơn cô chú đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Cô chú thấy sao? Có còn lo lắng nữa không? Lo lắng không lo lắng mà khóc quá trời khóc. Nhưng mà cô chú thấy không? Nhẹ nhàng giống như là con với cô chú đi cà phê vậy đó. Sau khi tham dự chương trình này thì chú thấy cảm nhận như thế nào? Chú thấy hưng phấn thêm chút nữa. Dạ. Tức là sau một thời gian cũng ít hoạt động. Dạ. Về âm nhạc. Dạ. Cũng thời gian chú đi hát ở ngoài thì thật ra thì nó cái nhu cầu nó cũng khác. Dạ. Cũng khác hơn là làm cái này, tính cách giống như là cái team mà làm. Dạ. Một cái band. Dạ. Thì chú thấy nó rất rất là thích hợp. Dạ. À, ngồi nói chuyện rồi hát cho mọi người nghe. Ừ. Cái kiểu tâm sự rất là nhẹ nhàng và được hát ca khúc mình thích nữa. Tại vì nhiều khi đi hát ở bên ngoài là phải hát ca khúc khán giả thích. Đúng rồi. Đúng, đúng không ạ? À? Vâng. Ừ. Thế còn cô? À, cô cũng hơi lo là bởi vì là khán ép cô hát quá. Thực ra là Cẩm Vân xin bật mí là không phải là Cẩm Vân chọn bài đâu, mà là Khang. Nguyên Khang chọn như cái bài dưới đàn sân khấu là Nguyên Khang chọn. Mình có bắt cô ơi, quá bài này hay lắm nè. Quá bài này, quá bài này, quá bài này. Cứ nói hoài mà gửi hết liên cái YouTube của người này hát, người kia hát cho Cẩm Vân xem. Thì ai hát cũng hay hết trơn mà. Nhưng mà tự nhiên giao cho mình bài này thì cũng hơi khó, là bởi vì trong lúc đó Cẩm Vân đang có quá nhiều việc mà phải học bài, học lời bài hát này. Một cái melody mới toanh luôn. Thì cuối cùng là mình thấy bài này cũng hay. Bài này thì hợp giọng nữa. Hợp giọng. Yeah. Hay và hợp hợp câu với chuyện, cái công việc của mình nữa. Yeah. Nên là cuối cùng là rất là thích. Thôi để khán giả feedback sao. Feedback sao? Thấy không, cô thấy không? Con thì chưa biết là khi chương trình này lên sóng hoặc là với cái bản phối của Tuân thì mọi người sẽ phản hồi như thế nào. Nhưng con có nhớ con nhắn cho cô một cái câu là cô cứ tin con. Trust me. Đúng không ạ? À? Vâng. À, một lần nữa xin được cảm ơn cô chú đã đến với chương trình. À, mến chúc cô chú và CC sẽ có thêm nhiều cái sản phẩm âm nhạc hơn nữa trong cái hành trình sắp tới của mình. Và mong rằng năm ca khúc mà mình trình diễn ngày hôm nay sẽ được quý vị khán giả đón nhận. Nó là những cái tâm sự mà mình gửi gắm. Và nếu quý vị có tâm sự muốn gửi gắm cho chúng tôi thì xin gửi đến địa chỉ email thekhangshow.nguyenkhang@gmail.com. Và đừng quên giờ phát sóng 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Nguyên Khang. Lần nữa xin được giới thiệu ca sĩ Khắc Triệu, ca sĩ Cẩm Vân. Mến chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. The Khang Show Music Wave. Đón xem The Khang Show lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có tập mới nha. Không cảm như bà này. Đổi riêng quá. Mái trà. Bà này nhai dữ lắm. Bà. Khoa đấy bà. Mày đốt dữ lắm. Bà. Khổ lắm. Xin lỗi bà.